Hey, chào buổi sáng cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cả nhà ơi, hôm nay Jessica sẽ nấu cái món là sườn non ram mặn, ăn với gà hái một ít đọt bầu nữa. Đây, Jessica sẽ cho muối với tí xíu giấm vô rửa cho sạch cái sườn non. Sườn non này nhìn nó ngon lắm, quý vị, nó cắt thành cọng vậy đó. Mình khỏi mất công mình chặt, mình chỉ cứa nó ra thôi. Nó có mấy cục sườn sẵn đó. Đó, nhanh gọn lẹ. Sườn non này chế biến rất là nhiều món ngon quý vị. Sườn kho khóm nè, sườn ram mặn, sườn kho, rồi sườn chua ngọt, nhiều món lắm. Jessica hôm nay quyết định sẽ nấu cái món sườn ram mặn để ăn với đọt bầu luộc. Đó, bây giờ cắt thành miếng vừa ăn. Jessica sẽ ướp thịt để sẵn đó, chiều về đi làm về Jessica mới nấu. Mình sẽ kho, nó sẽ thấm gia vị vô nó ngon. Nhiều quá, Jessica sẽ để lại ướp và cho vô tủ đông. Chừng nào ăn nữa thì mình đem ra mình làm. Jessica mỗi lần nấu thì chỉ nấu một ít thôi, vừa đủ ăn thôi quý vị. Chứ mình nấu nhiều quá rồi hâm đi hâm lại rồi nó không có ngon. Với lại thịt nó sẽ mất chất nữa. Đây, Jessica sẽ nêm vô đây là tỏi phi, hành tím, góc hành, với lại một muỗng cà phê bột nêm. Đó, cho thêm một tí xíu, nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. Và một muỗng canh đường, kho cho nó ngọt ngọt mặn mặn. Ngon lắm, nó sệt sệt cái nước lại rồi nó sánh cái nước mình chấm với rau, nó rất là ngon. Cho thêm một xíu nước màu dừa nữa cho có màu đẹp. Cho thêm dầu hào. Các món kho, món nướng hoặc là món xào á, lúc nào Jessica cũng cho thêm dầu hào á, cho nó ngon quý vị. Thơm, nó bóng của thịt đó. Rồi cho vô đây là khoảng 6 muỗng canh nước mắm. Đó, mình trộn cho nó, trộn đều lên cho nó thấm vô sườn. Như vậy thì nó sẽ thấm vô với miếng sườn, nó ngon đậm đà lắm. Thịt Jessica ướp một buổi sáng luôn đó. Bây giờ Jessica sẽ đem ra kho lửa riu riu cho nó rút những cái gia vị vô miếng sườn. Trời ơi, mùi thơm quá quý vị ơi. Mùi tỏi nè, mùi hành tím nè, góc hành, nó hòa quyện vô với thịt đó, thơm lắm. Nhà nào mà có hồi xưa Jessica nhớ mà mỗi lần mà có nấu cái món sườn non á, trời ơi, là
trông chờ cho mẹ nấu chín xong rồi ăn. Thèm lắm. Đó, nó sôi rút gia vị rồi nè. Bây giờ Jessica cho thêm xíu nước sôi nữa, nấu cho nó mềm miếng sườn. Nước sôi vô thì mình nấu khoảng tầm 15-20 phút đó, thì nó lửa riu riu đó, nó sôi cái nước lên nó sẽ mềm cục sườn, nó không có bị dai. Đó, chờ sườn nấu chín thì Jessica đi hái đọt bầu. Cái bầu này là mới thấy qua kia, bữa nay là cuối tuần ăn được rồi nè. Lớn nhanh như bầu như bí mà. Leo quá trời leo. Cắt đọt rồi thi. Tiếng ai cũng sùng sục cắt cỏ. Có hai ba cái nụ, hai cái bông nhỏ luôn á. Để nó cắt nó mới đậu chứ còn không cắt là nó không đậu đâu. Quá chừng luôn. Coi nè, trái nữa nè. Bởi vì cắt vậy nó mới đậu trái. Thiệt. Bông mới chia ra nữa. Mấy bông nó vàng vàng ra. Ủa? Vậy thôi anh ra anh xả nước đi. Đây nè, hai ba trái như nè. Đợt trước á, em cắt cái đọt đó nó mới đưng lại, nó mới ra trái được đó đó. Đợt này không cắt nữa, hay chưa có. Thỏ chắc lớn hết vô nữa rồi. Mấy cây cỏ này cao quá. Chừng bầu nứt đây mình không thấy nữa nè. Bữa anh đi dạch đó rồi, không có. Đọt bầu quá à, chừng luôn. Này ăn đọt bầu luộc với trứng cũng được. Trái bầu mới ăn với trứng. Đột bầu chấm cũng được vậy. Chấm nước tương với trứng. Để cắt cho nó mới mập chứ còn để gì nó ấm ngơm. Ê, trời ơi, anh dặm trái này nữa nè. Trời đất trời. Để không? Không. Bầu để thả dưới đất nha quý vị. Nó lên xanh vậy đó. Chứ còn mùa rồi á, Jessica làm cái vàng cho nó leo lên thì ăn được cái mấy trái thôi à. Tại mình nó cao á, mình không có ngắt cái đọt nó được á, nên nó không có đậu trái nhiều. Bây giờ cho nó thả dưới đất vậy mà nó đậu trái quá chừng luôn. Đợt vừa rồi Jessica cắt khoảng mười mấy pound luôn á, đem chia cho mọi người ăn. Chứ nhiều quá, ở nhà ăn không có hết, nó nhanh lớn lắm. Mới thấy đó 2-3 ngày thôi là nó đã muốn già rồi, mình ăn không kịp. Quá chừng luôn. Đọt bầu này luộc chấm nước thịt thì ngon, không hết bài luôn rồi đó. Bầu nhiều quá, Jessica mới cắt có xíu mà đầy rổ rồi. Để lại mấy đọt đó. Trời ơi, đây đựng trái vô lưới nữa nè. Jessica rửa sơ cái đọt bầu để đem luộc. Quá chân luôn. Nhìn non nhớt luôn quý vị ơi. Có một đĩa đọt bầu tươi luộc thì ngon hết nói rồi.
cả nhà ăn tối. Đem miếng sườn kho rất là ngon. Cái nước nó sánh mà nó ngọt ngọt mặn mặn ngon lắm quý vị. Chấm thêm đậu bầu luộc nữa thì quá tuyệt vời luôn. Bầu này mới chạy ra vườn hái luôn nè quý vị. Trời, đậu bầu nó ngọt quá. Này sáng chứ sẽ cả ướp từ buổi sáng rồi đó. Trước khi đi làm là ướp, tới chiều về đi làm về bắt đầu mới bắt lên kho khoảng 20 phút. Ướp của hành tím, cái gốc hành vô thơm. Mặc dù không có thời gian nhưng mà thế sự cả cũng tranh thủ làm sao để nấu cái món nóng không có ăn được, ăn nguội rồi ăn cũ. Nấu là ít ít thôi nhưng mà mình ăn nó cứ ngon. Thịt nó thấm đậm, đậm đà lắm quý vị. Ngọt ngọt mặn mặn, một cái nước nó sệt sệt này nè. Chấm rau ăn rất là ngon. Mấy gì bầu chắc qua tới tháng 8 là chắc nó rụi đó. Bắt đầu vô chuẩn bị hết thu, hết mùa thu. Thank you.
bầu này phải ngắt đọt thì nó mới trái, nó mới nuôi trái to được. Còn mình không ngắt nữa, nó cứ ra lá hoài. Mà lá không, nó không có, không có nuôi trái. Tươi rói luôn, chấm vào nước thịt, sánh sánh, ngọt ngọt mặn mặn, đúng là cái cách, cái khẩu vị của người miền Tây luôn quý vị. Thọt cá và thịt thì cũng ngọt ngọt mặn mặn. Sáng đó, tôi sẽ cần chỉ ăn sáng xong rồi đi làm không? Làm thì mang sinh tố, trái cây xay, uống buổi trưa thôi chứ không ăn trưa. Jessica có mua được một mớ cóc thái nè, khoảng 1 ký, khoảng 2 pound, 20 đồng. Nhìn thèm á quý vị, mua ăn. Nó làm thêm chén mắm ruốc và đường với bột ngọt vô đây, nở miếng chanh đó. Nhà ăn trái cây, ăn cóc non trước đi, ăn chua trước. Ngon quá. Đi làm suốt ngày quý vị không có thưởng thức được món ngon mà mình thích nữa.
nhiều khi làm giờ tối ăn cơm xong no quá mình không ăn được những món khác nữa. Mít này của chị bạn cho nè. Mua được khoảng 1 ký cóc Thái 20 đồng. Lâu lâu mới có nữa. Lâu lâu mới có xe nó chở từ Florida lên bán. Nhìn ngon ghê. Cái này kêu là mít nghệ Thái. Ngọt lắm. Bên đây hiếm lắm mới ra chợ kiếm được trái mít ngon. Cái này là chỗ dựa người ta đem lên người ta bán. Bye, chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Quý vị ơi, nếu quý vị yêu thích video, xin quý vị cho Jessica một like, một share và một đăng ký. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye. Mất ăn quá trời luôn. Mất đỏ ao luôn. Ngọt quá trời ngọt. Ăn hai muối vẫn còn thèm quá vậy. Nhưng mà tối thôi ăn được hai muối thôi. Ăn nhiều quá ngọt bụng.